gì? Đầu tiên là gì? Thiết bị lên men. Đây là một này. Cái thứ hai nó gồm cái gì nữa? Bộ phận điều khiển. Và thứ ba là gì? Được là lạnh. Là lạnh này. Nó sẽ bơm lạnh lên để cần điều khiển nhiệt độ. Xong lên men nó gồm cái gì? Đầu tiên là mình hệ thống cánh phối này, đúng không? Trục phối này. Bây giờ nha, hệ thống cảm biến này, cảm biến pH này, cảm biến oxy này, đúng không? Cảm biến bọt và mức. Vậy bọt mức hoạt động như nào? Bọt mức là gì? Thực ra chất lỏng nó dẫn điện, đúng không? Và chất lỏng nó sẽ được nối với cái thành này của bọt, đúng không? Đấy. Còn cái điện cực của nó sẽ cách điện đến lớp xứ, nhìn thấy có lớp xứ giữa nó sẽ cách điện, nó không nối liền với cái thành này đâu. Nó cách lớp xứ rồi. Trong quá trình lên men em bổ sung nhiều chất quá. Thì cái mức lỏng thì nó dâng lên. Dâng nó chặn cảm biến, nó chặn cảm biến này. Cảm biến bọt. Nó chặn cảm biến này, bọt này, cảm biến này. Thì đó, A đó là gì? A thì một thì có thể bọt. Hoặc là hai mức nó dâng trào quá. Thì máy sẽ tự động nó bơm ra, hút ra ngoài. Tức là có cái bọt này nó tự động hút. Nó tự hút được. Em cài nó tự động hút ra ngoài. Hoặc là tự động bơm phá bọt vào. Đấy, được chưa? Bắt đầu hoạt động nhé, bắt đầu hoạt động là chuyên cho khối trộn, đúng không? Này, khối trộn thì em mình khối là 200 đi. Khối chưa? Dạ. Sau khi khối trộn thì sao em cho oxy vào đây? Để hòa tan được thế. Đi xong quá trình lên men thì sao? Bây giờ là cần oxy, đúng không? Vâng. Thì mình cung cấp oxy vào. Lên. Ví dụ mình đang để 1 đây nhé. 1 là gì? Một đây sẽ bơm chỉ 1 lít khí. 1 lít khí vào một thịt vào trong 1 phút. Mình đi đến 2 sẽ bơm 2 lít khí vào 1 phút. Đưa đến 3 bơm 3 lít khí vào 1 phút. Sụp mạnh hơn. Thấy không? Đấy, nó sụp mạnh đấy. Vậy trong quá trình lên men chúng ta thì cần phải điều khiển pH, đúng không? Đây là gì? Đây là bơm axit bazơ. Axit bazơ mình sẽ nối bình nữa đến bình axit ạ. Đây bình bazơ nối vào đây men. Và máy tự động điều khiển, ví dụ như nhá, ví dụ mình cần là bây giờ pH đang 8, đúng không? Mình cần pH xuống thấp, nó cần axit đi, mình cài là pH cơ thể này là 4 đi, nó phải tự auto này, cho phép auto này, nghe gì không? Nó sẽ bắt đầu nó sẽ điều khiển đấy, nhưng nó sẽ điều gì giật cục, nó không nhanh thì bây giờ đủ trễ đấy, thấy không? Còn nếu mà em đặt cái mét được càng sâu, nó càng xa cái mét của nó sẽ bơm được nhẹ như này. Tại sao cái mét nó ưng không được từ cục được? Thì khi đầu tư từ đáy, đúng không? Nó chỉ cái nhỏ thôi, qua đây nó nhỏ ở đây, nó nhỏ thế nào, nó cần thời gian vào cái hạt axit đây, đúng không? Nó giỏ đây nó cần thời gian gì, nó phải tan đều, chỉ lấy bổ sung liên tục thì thậm chí gì lúc bổ sung này, cái này đo 6, lúc 6 là xuống 4 này. Đây nha, còn oxy đặt nào, oxy nó hệ động tự động này, hệ động tự động này cũng CO2 này. Đấy, đây gì, đây sting với hai là cascade, là gì, cần phát flow cái gì, đặt cái 3%, xong nó đọc bài của chị 3%, đúng không? 3% nào thế à? Máy phải tự động khống chế ra thì cái nồng độ oxy trong hệ thống lên men phải lớn hơn hoặc bằng 30%. Nếu mà gì nồng độ oxy trong quá trình lên men xuống dưới 30% thì sao? Thì khối sẽ tự động tăng lên. Em bí nhá. Thì bây giờ nó đang PO2 là gì? 7%. Giờ mình khống chế vào 80% lại nhá. 80%. 90% đi. Em bí khối ở trên. Khối mạnh hơn. Được chưa? Mình bắt khống chế nhá, auto này. Nhìn nó khối tăng không? Vâng. Nó tự động phái ra này, tự động tăng này đây. Ờ, quay tăng. Thấy chưa? Thế cái bọt kia sau, nó cảm biến nó không cân bằng. Chỉ là nó chỉ dừng, đây là bọt, đây là mức
Ừ. Đang bật chưa? Ấn về auto đi. Nó sẽ báo anh, nó sẽ báo lên. Đấy. Nhìn tăng được 600 này. Để em tắt một cái lại về lại về đây. Làm tự nhưng mà thấy BH cũng chung là 8,18 là sao tăng này? Thế đây là nước, đây nước có phải axit đâu. Em tưởng thấy cho axit thôi. Em cho nước rồi, chính axit được chỉ để rửa. Vâng vâng. Đúng không? Em tưởng thấy cho axit thôi. Em cho em nước thôi. Ừ. Cho axit là rửa mới được. Lúc nãy em thấy nó on lên. Lúc nãy em vừa thấy on lên xong. Những gì của ấy ở? Thật thì bỏ ra. Bỏ ra ở không có gì đâu. Đây nha, bây giờ ví dụ trong hình lý mình cần lấy mẫu đúng không? Vâng. Mình cần lấy mẫu mình ra thì đây cũng lấy mẫu không? Lấy mẫu rồi. Mình lấy mẫu xe này. Để nó sẽ lên, nhìn này. Đấy, cần nhé. Xong đẩy ra chẳng hạn thì mở cái ra. Bịt cái đường này. Đấy. Cho cái chơi lọ này lấy. Đây, mình chơi đây. Đấy chưa? Ra thì lại cần lấy lại bịt lại vào. Bịt cái này vào. Đấy, lại mở ra. Lại kéo hút ra. Thấy chưa? Đấy, xong bạn muốn lấy lại. Kỹ như vậy lại cần này. Cầm vào. Đẩy ra cái đường này. Thì đây chúng ta có gì? Acid này, bazơ, hoa và level, ba cặp. Muốn nối bình dây điện, muốn cho các bậc thì nối với họ đây. Bazơ đây và level đây. Thầy thì hai thông số này đây là số game không điều khiển máy này không đó nó cái phần mềm điều khiển chung hệ thống này nó không có hai extent mình nối với gì đó ví dụ cái này cần vui cần cần lên men nhưng con này không có tức là nối thông số điều khiển ngoài cái này không có đây điều khiển bơm này bơm acid này bơm ba giờ bơm nó bọt level bơm sắt chuyết tức là trong sự lên men feedback ấy một số sắt chuyết trên nối đây nối đây thì nó sẽ điều khiển đấy.